Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TD. Đang lang thang trên YouTube đây, đọc và trả lời các câu hỏi của các bạn. Bạn Lương ơi, cho mình hỏi là hiện nay mình đang có nhu cầu chọn mua một chiếc laptop. Mình muốn máy mỏng, nhẹ, cơ động bởi vì bản thân mình thường hay di chuyển đi lại và mình làm vlog, thông thường là hay dựng video cũng như các phần mềm về đồ họa và mình có thể sử dụng thêm một vài phần mềm về kiến trúc. Mình yêu cầu tầm máy đầu tư từ khoảng trên 30 triệu đồng, mỏng nhẹ cơ động. Mà mình có tìm hiểu trên thị trường thì những chiếc máy mỏng nhẹ thì liệu hiệu năng của nó có ổn định hay không? Có thể làm đồ họa như những chiếc Mobi Goodison hay Gaming hay không? Mình đang rất băn khoăn, không biết là những dòng máy mỏng đó liệu chất lượng của nó có bền như những dòng dày hay không? Thì bạn có thể tư vấn cho mình. Vâng, thưa các bạn, là những chiếc laptop, nếu mà các cụ đã nói có câu rồi, mỏng manh thường hay dễ vỡ đúng không các bạn? Nhưng bây giờ với công nghệ bây giờ, mọi thứ đều được thu nhỏ. Và cái thu nhỏ kích thước cũng như công nghệ bây giờ các bạn đều biết là những chiếc máy càng mỏng nhẹ. Bây giờ tất nhiên là hiệu năng nó không thể bằng những chiếc laptop cực khủng có mức chẳng hạn như là màn hình 17 inch hoặc nó to, nó dày thì cái không gian bên trong sẽ nhét được nhiều linh kiện và khả năng nâng cấp sẽ tốt hơn. Đó, hiện nay những chiếc máy mỏng nhẹ cụ thể kể cả trên bàn của mình đây. Hiện nay đó là chiếc MacBook mình đang dùng đây. Đời của nó chỉ có năm 2017 thôi. Mình vẫn dùng hàng ngày để edit các định dạng video 4K. Để mình dựng post YouTube cho mọi người thì chiếc máy này vẫn có thể trải nghiệm dùng rất ok, ngon lành và thậm chí có thể cài hệ điều hành Windows để sử dụng bản Adobe 2020 chạy cũng tương đối tốt. Và bên cạnh của mình đây đó là chiếc Dell XPS 7590. Chiếc máy này hiện nay có giá bán phân khúc tại thị trường nó cũng sẽ ở phân khúc khoảng trên 30 triệu đồng, là quý vị các bạn có thể lựa chọn một chiếc máy ngon lành được trang bị i7. Và những phiên bản này hiện nay có cả màn hình 4K để các bạn có thể design thiết kế với chất lượng màn hình của nó tuyệt đỉnh luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số dòng máy và mình sẽ chọn top khoảng chục con máy để các bạn có thể lựa chọn theo đúng nhu cầu của bạn các bạn nhé. Và cái bài ngày hôm nay thì chủ yếu những dòng máy này sẽ hỗ trợ các bạn các công việc về đồ họa, hỗ trợ các bạn chơi game, hỗ trợ các bạn dựng video. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Chiếc máy đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc Dell XPS 7590. Các bạn đều biết thì phiên bản 7590 là được sản xuất là năm 2018 và 2019, được trang bị các phiên bản từ i5, i7 đến i9 các bạn ạ. Nó sẽ có màn hình Full HD đến màn hình 4K và phiên bản này nó là phiên bản được cực kỳ nổi tiếng từ các phiên bản Dell XPS 9550, 9560, 9570, sau đó đến 7590. Còn hiện nay mẫu máy mới nhất của dòng XPS đó là XPS 9500 các bạn ạ. Đó, 9500 là mới nhất thì các bạn có thể xem cả hai mẫu máy này qua bài review của mình, đánh giá của mình nhé. Đây đều là những chiếc máy mỏng nhẹ cơ động, nó chỉ có trọng lượng 2kg thôi. 2kg các bạn ạ. Bên trong máy có hai quạt tản nhiệt. Nói chung mọi cái công nghệ trên máy đều là loại đẳng cấp và tốt nhất, trang bị dòng card GTX có thể hỗ trợ các bạn chơi game và làm đồ họa rất tốt, cũng như các công việc về ứng dụng lập trình, về đồ họa kỹ thuật đều có thể đáp ứng được các bạn nhé. Mời quý vị các bạn xem bài đánh giá của mình hai siêu phẩm này. Đây các bạn sẽ thấy là mình đang chạy ở chế độ Full Max 3D để test hiệu năng thực tế của chiếc máy. Chiếc máy được trang bị chip đó là i7-9750H và RAM, chiếc máy của mình đang test đó là RAM 16GB. Và kèm theo đó ở đây là cặp hình GTX 1650. Các bạn thấy là mức FPS của nó ổn định khoảng 50, 49 khoảng 50. Và nhiệt độ của CPU chỉ có 57 độ C, nhiệt độ của GPU 60 độ. Như này cũng rất là mát mẻ các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, để chứng minh sức mạnh làm đồ họa thì chúng ta sẽ chỉnh thử phần mềm Revit, một phần mềm 3D nổi tiếng. Vâng, thưa các bạn có thể thấy là hiệu năng của CPU hoạt động mở 100% và nó turbo boost lên 3.38 này, 3.42 này. Phần mềm này chủ yếu cài kéo bằng hiệu năng của CPU các bạn nhé. CPU càng khỏe thì nó hỗ trợ render càng nhanh. Có 43 giây là xong rồi các bạn ạ. Đúng thực sự là một chiếc máy ngon, chip khỏe có khác. Các bạn sẽ thấy là nó chạy rất ngon luôn này. Đây, anh em thấy không ạ? Đấy, chúng ta có thể zoom vào để nhìn cái hình người bên trong. 600 dpi cơ mà. Vâng, thưa các bạn, là vẫn led thiết kế truyền thống của dòng Dell. Nếu mà nhìn mà bản lề đằng sau này giống y hệt với phiên bản đó là Dell XPS 9003, nhưng đây là phiên bản to hơn và bự hơn. Một led thiết kế tối giản và liền mạch như này, được đánh bóng đằng sau, mạ chrome rất sáng luôn.
với công nghệ CNC nguyên khối. Và chiếc máy mình cầm vào nó chỉ như một chiếc máy có màn hình 14 inch. Ở đây là chúng ta sẽ có màu, đây là màu silver và một logo được mạ chrome, logo của Dell. Vâng, thưa các bạn, thì bên cổng trái của chúng ta đây thì nó là cổng USB Type-C thôi các bạn ạ, chứ không được tích hợp cổng Thunderbolt 3. Đây là đầu độc thẻ và cổng phone, cổng mic được tích hợp tín hiệu ở đây là 3.5. Ở bên này thì sẽ có hai cổng Thunderbolt luôn. Với Thunderbolt thì chúng ta sẽ có kết nối băng thông ra bên ngoài lên đến 40 GB một giây, nhanh nhất bây giờ. Và chúng ta có thể cắm thêm EGBU, có nghĩa là cặp màn hình rời từ bên ngoài cho chiếc máy các bạn nhé. Bên dưới máy này, những nét thiết kế tối giản nhất. Và các bạn sẽ thấy là mở chiếc máy này ra thì chỉ mở hết những cái ốc này là mở ra được. Và những cái ốc này thì sẽ hút không khí vào và đẩy khí nóng ra đằng sau. Thông tin của máy sẽ ở đấy hết các bạn nhé. Đây là dòng XPS này. Vâng, thưa các bạn, đây là chiếc màn hình phải nói là sexy và mỏng. Cái viền, cái barrier viền màn hình có lẽ là chiếc laptop có barrier viền màn hình mỏng nhất hiện nay. Mỏng như này, nhưng với công nghệ hiện nay vẫn đưa được camera lên trên, thậm chí là có cả mắt hồng ngoại để chúng ta sẽ có tính năng đó là nhận diện bằng khuôn mặt qua hai mắt quét hồng ngoại ở bên trên, mở cực kỳ chính xác. Và đây là tính năng bảo mật nhất trên laptop bây giờ. Với màn hình có độ sáng lên đến 500 nit thì các bạn sẽ thấy là quá đẹp luôn. Đó. À, chúng ta có thể ngửa được như này. Và bàn phím bây giờ mọi thứ đã được làm lại. Hai loa hai bên được đưa lên trên giống như các dòng phiên bản của MacBook. Và con touchpad của nó nhìn quá phê luôn các bạn ơi, rất là to và rất là rộng. Đúng là barrier viền màn hình mỏng nên chúng ta nhìn út chà rồi. Đúng là cái màn hình có độ sáng 500 nit nó cũng khác các bạn ạ. Với phiên bản màn hình không cảm ứng Full HD thì các bạn sẽ thấy nó không có một lớp kính ở bên ngoài. Trong khi đó thì màn Full HD thì vẫn đặt dải màu của nó đó là 100% sRGB và 71,6% Adobe RGB. Tỷ lệ tương phản thì thấp hơn, đó là 1287 trên 1 điểm đen các bạn nhé. Và cả hai màn hình đều đạt độ sáng là 500 nit. Góc nhìn của màn hình IPS phải nói là tuyệt vời. Đây các bạn nhìn này, quá đẹp luôn. Các bạn sẽ thấy là với phiên bản chip này thì có thể turbo boost lên tận 5.0. CPU thì nó là 2.6, 6 lõi 12 luồng, 12 cách. Các bạn sẽ thấy một điểm số rất ấn tượng, nó nhanh hơn khoảng 15% so với hiệu năng của CPU đời 9. 5.0, rất khỏe. Có những phiên bản cao cấp hơn, ví dụ như là i9. Các bạn sẽ thấy là GTX 1650 Ti. Chúng ta sẽ có một điểm số rất ấn tượng, đó là 116,9 FPS và máy chạy khá mượt. Các bạn sẽ thấy này, nó turbo chip này này, hơn 4 chấm luôn. Con này turbo max của nó là 5.0. Này, các bạn sẽ thấy là GTX của nó hoạt động này. RAM đang sử dụng hết khoảng 9,4 GB, trong khi đó này máy của chúng ta là 16 GB RAM. Rất nhanh các bạn ạ. Chỉ mất 42 giây là chiếc máy chúng ta xử lý xong một đoạn video hơn 1 phút, vẫn rất nhiều hiệu ứng ở đây, 4K các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chiếc máy xuất sắc nhất, mỏng nhẹ nhất của thương hiệu Lenovo, đó là chiếc ThinkPad X1 Extreme Gen 3. Hiện nay cửa hàng mình thì có phiên bản Gen 2 và Gen 3 các bạn ạ. Với phân khúc giá các bạn đầu tư là trên 30 triệu đồng. Và đây là chiếc máy mỏng nhẹ nhất với mức hiệu năng cao chỉ trong lượng là 1,7 cân. Nó còn nhẹ hơn cả chiếc Dell XPS 7 590 và 9500 trên bàn của mình đây. Mỏng nhẹ nhất thế giới luôn các bạn ạ, 1,7 cân. Nhưng trang bị khả năng làm đồ họa và Vega cũng là sử dụng dòng GTX cực kỳ thời thượng. Và thậm chí là shop mình có cả phiên bản màn hình 4K độ sáng 500 nit luôn các bạn ạ. Hoặc màn hình 4K OLED luôn. Các bạn sẽ thấy là bao nhiêu năm rồi, bàn phím của ThinkPad thì nó vẫn như này, vẫn đẳng cấp như xưa. Hiện giờ, bàn phím của ThinkPad vẫn chưa có đối thủ. Khả năng nhập liệu của bàn phím của dòng này tốt nhất thế giới hiện nay. Các bạn sẽ thấy là phím mật nguồn ở đây nhá. Đây là con chip bảo mật vân tay. Chúng ta sẽ mở máy ở đây. Đây các bạn thấy bàn phím nó bấm này, sướng không? Em du luôn. Hành trình bàn phím cao lội, chiếc led rõ ràng, bấm rất là sướng. Các bạn thấy là mức FPS ổn định ở mức khoảng 51 và nhiệt độ chạy của chiếc máy này khoảng 65 độ C ở chế độ full max, GPU khoảng 61 độ các bạn ạ, ổn định và quạt chạy cực kỳ êm. Các bạn ơi, ở đây mình đang test qua phần mềm Cbem 15R cho thấy hiệu năng hoạt động của CPU này. Các bạn sẽ thấy đây là CPU 6 lõi 12 luồng, thế hệ thứ 10. Và cả màn hình này các bạn sẽ thấy nó hiện luôn này. CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng thì nó hỗ trợ càng tốt. A few moments later. Đây các bạn thấy này. Điểm số của nó lên 1198 CB. Điểm các bạn thấy này, điểm số của nó 105,60 FPS. Khá ấn tượng. Các bạn ơi, trên phiên bản màn hình Full HD thì sRGB của nó là 100%, Adobe RGB lên đến 98%. Còn độ sáng của màn hình này thì đạt 300 nit các bạn ạ.
Nếu mà chúng ta có nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ chọn các tùy chọn màn hình khủng hơn các bạn nhé. Đây các bạn thấy góc nhìn của màn hình 178 độ với tấm nền IPS. Và trên màn hình là chống lóa đặc biệt thì các bạn có thể nhìn lâu, làm việc liên tục thời gian dài mà không bị mỏi mắt đâu ạ. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ cho thấy khả năng dựng video 4K của chiếc máy này. Bởi vì chúng ta có sức mạnh của CPU i7 đời thế hệ thứ 10 cộng với cặp màn hình GTX 1650Ti. Bây giờ chúng ta sẽ thử test nhé. 1, 2, 3. A few moments later. Ôi chào, sức mạnh rất là nhanh. Một phút 3 giây đã xong một đoạn video 4K. Các bạn sẽ thấy là rất là nhiều hiệu ứng mình đã tùy chỉnh rồi. Các bạn ơi, với cấu hình như này thì các bạn thích chơi game thì hoàn toàn phù hợp bởi vì chúng ta có Vega GTX. Đây là game tựa game Call of Duty. Con này trải nghiệm âm thanh với Dubai Atmos rất là hay đúng không ạ? Chất lượng âm thanh rất tốt. Âm bass rất mạnh luôn đấy, các bạn có thể nghe thấy. Nhiệt độ khi chúng ta chơi game của CPU khoảng 80 độ C và GPU khoảng 67 độ C. Mức FPS chúng ta nhận được là trên 100, rất tốt. Vâng thưa các bạn, mình sẽ giới thiệu các bạn là với hai phiên bản MacBook nhé. Cụ thể là chiếc máy trên bàn của mình đây với phân khúc giá đầu tư dưới 30 triệu, được trang bị i7, RAM 16GB và có Vega rời. Hiện nay thì mình cũng vẫn dùng chiếc máy này để edit các định dạng video 4K. Nhưng thưa các bạn thì MacBook có phân khúc giá nó tương đối là đắt. Nếu mà so với các dòng máy Win thì cấu hình có thể là thấp hơn một chút. Nhưng cái hệ sinh thái macOS là cái hệ sinh thái độc quyền và cực kỳ ổn định, phong phú, cũng như các ứng dụng của nó cực kỳ hay. Với cái hệ sinh thái bảo mật rất tốt và đồng bộ hóa các thiết bị, mình thì nói thực sự các bạn là chia sẻ là mình đang dùng một chiếc iMac ở nhà và mình sử dụng hai chiếc iPhone, đeo một chiếc Apple Watch như này và sử dụng một chiếc MacBook như này hàng ngày là mình làm việc. Còn trên các dòng máy Windows để dựng sau khi các đoạn video mà quay mà không phải mình edit thì các em sẽ dựng bằng cây PC. Còn mình thì mình vẫn đem em này đi. Bởi đơn giản là chiếc máy nó trang bị cấu hình tốt và mỏng nhẹ cũng như khả năng bảo mật rất là tốt. Với trọng lượng của nó cũng chỉ xấp xỉ 2kg thôi nên mình có thể mang đi công tác bất kỳ đâu. Mà MacBook thì nó cũng rất là sang chảnh. Còn hiện nay chúng ta sẽ có phiên bản MacBook 16 inch có trang bị cấu hình phần cứng rất là tốt, từ phiên bản i7 đến i9 cũng đều có. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn là hai phiên bản, bao gồm một phiên bản màn hình 15,4 inch của dòng Apple và màn hình 16 inch để các bạn có thể lựa chọn nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của sản phẩm, đó là MacBook Pro 16 inch. Các bạn sẽ thấy phần barrier về màn hình. Hầu như nếu mà để cái nền màu đen này, chúng ta sẽ không phân biệt được barrier màn hình đến đâu. Nhưng tớ sẽ chuyển sang màn trắng các bạn nhìn này. Đây, sẽ rõ ràng là nhìn thấy cái barrier viền màn hình của các bạn đấy ạ. Đây, rất mỏng. Các bạn ơi, MacBook thì vẫn có thể dùng được tiếng Việt các bạn nhé. Đây các bạn sẽ thấy này, Core i7 2.6 và RAM trên phiên bản này là 32GB RAM. Và cặp màn hình được sử dụng trên máy đó là AMD Radeon Pro 5500 với dung lượng 4GB. Và bên dưới sử dụng cặp màn hình Intel UHD Graphics 630 dung lượng 1.5GB. Còn đây là series của máy này, sản phẩm 2019 này. Vâng thưa các bạn, cải tiến quý giá nhất phải nói đến bàn phím. Các bạn sẽ thấy là hành trình bàn phím cao hơn, nổi hơn. Và các bạn để ý nó là phím ESC, nó là phím cứng. Trong khi đó là thanh tuyết 3 ngày xưa thì nó tràn ở tận đây. Hai series vẫn được bố trí bên trong và cảm ứng như bình thường. Này, các bạn nhìn thấy này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy thông số của chip này, 9750H này. Con này thì 6 lõi 12 luồng và có thể turbo lên 4.50, 12 cách. Cặp màn hình này, bây giờ tớ sẽ thử xem trên này là tối ưu tốt không nhá. Đầu tiên là CPU. Đây, tối ưu rất tốt, 1180, cao hơn trên cái dòng laptop thông thường. Còn cặp màn hình xem nào. Đây, đồ, các bạn thấy là đồ họa mô phỏng 4D luôn đấy. Ai chà, các bạn thấy điểm số này, 114,25 FPS. Các bạn ơi, độ phân giải của màn hình đấy ạ, 16 inch. Độ phân giải của nó là 3072 x 1920. Đó, cao hơn so với dòng thế hệ cũ đó là 2880 x 1600. Và độ sáng trên màn hình thì vẫn đạt là 500 nit các bạn ạ. Độ sáng 500 nit các bạn nhé. Tỷ lệ bao phủ màu đạt 100% sRGB và 78% Adobe RGB. Nói chung thì màn hình của Apple thì chắc có lẽ là chúng ta không chê được vào đâu rồi. Trên cái dòng laptop Win thì mình làm nhanh nhất thì cũng sẽ mất khoảng 40 giây. Ví dụ như con Quotition hôm vừa rồi mình làm nó là 7980HQ. Đấy, chiếc thế hệ thứ 7 mạnh nhất. Mà Quark Pro đó là M1200 thì mất khoảng 40 giây. Đó, trên cái dòng máy gaming thì nó sẽ tầm khoảng hơn 40 giây. Ôi, con này nhanh hơn nhiều, sợ thật. Ôi, thưa các bạn là Mac nó còn làm tốt hơn nữa các bạn ạ, chỉ có 27 giây.
Nếu thực sự một đoạn video hơn 1 phút mà mình dừng trên các laptop, kể cả con mạnh nhất là Core i9, thì mình chưa thấy một chiếc máy nào có thể rút ngắn cái thời gian edit xuống chỉ có 27 giây. Thời lượng video đó là hơn 1 phút này, mình đã chọn sẵn này. Với màn hình công nghệ mới sáng hơn 75% so với các phiên bản màn hình cũ của phiên bản 15 inch. Mặc dù vẫn là giữ độ phân giải 3K nhưng mà sáng hơn 75%. Và riêng màn hình của Apple thì chắc chắn anh em sẽ không bao giờ chê vào đâu được. Đặc biệt là các bạn làm ảnh hoặc các bạn có thể dùng để chỉnh sửa các thứ. Nói chung mà yêu cầu độ màu chuẩn trong cái màn hình thì màn hình Pro Retina của Apple thì quả là tuyệt vời. Còn khi chúng ta bật những cái ứng dụng chẳng hạn, mình sẽ ví dụ nha anh em nhé, thì toàn bộ cái thanh của nó sẽ là hỗ trợ ở đây. Chúng ta có thể tắt này. Các bạn này, thanh toolbar nó sẽ hiện hết ở đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là hay. Thanh tìm kiếm này, các thứ ở trên này luôn. Và chúng ta có thể vào Safari, chúng ta chỉ cần bấm vào đây, chúng ta sẽ gọi được. Và ở đây là cái vân tay, cũng như cái phím bật nguồn chúng ta nó sẽ ở đây. Các bạn có thể thấy là mình test cái màn hình Retina. Quá đẹp đúng không anh em? Âm thanh của Apple thì cũng là tuyệt hảo nha các bạn nhé. Riêng âm thanh và hình ảnh của nó thì luôn dẫn đầu. Cũng chẳng cần phải đến 4K, nhưng 3K của nó đã là quá đẹp rồi. Với màn hình sáng hiển thị trung thực, chắc chắn thì nó sẽ hỗ trợ đối với anh em làm ảnh, lập trình hay những anh em yêu cầu một cái màn hình có cái độ phủ màu thật thì Apple vẫn luôn là nhất. Tớ tự xoay cho anh em này. Ok. Vâng, thưa các bạn, là một thương hiệu đến từ Đài Loan, mình thấy chất lượng máy cũng khá ổn và thiết kế của nó cũng cực kỳ mỏng nhẹ doanh nhân. Nó chỉ có trọng lượng là 1,9 cân nữa các bạn ạ. Đó là chiếc MSI GS66 được trang bị i7 đời 10 và RTX 2060. Kèm với RAM có thể mở rộng tối đa là 32GB RAM. Phiên bản này được nâng cấp so với phiên bản cũ chỉ được dừng lại dung lượng là 16GB. Với 32GB RAM và tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%, tần số quét màn hình 144Hz thì đây là mệnh danh là một trong chiếc máy mà chơi game và làm đồ họa rất tốt. Khả năng edit video cũng cực kỳ đỉnh của chiếc máy này. Thì mình giới thiệu với quý vị các bạn qua bài đánh giá này nhé. Các bạn thì thấy là chiếc máy nó có màu đen huyền bí luôn. Và vì màn hình các bạn thấy là 15,6 inch này, khá mỏng này. Lưu ý thì phiên bản này thì sách về thì nó là màn hình 144Hz thôi, chứ không phải là 240. Và cái miền này khá mỏng. Đây còn chip của nó các bạn này, 10750H này. Đây các bạn nhé, 144Hz này, để phân biệt các phiên bản ở Việt Nam này. Cảm ơn anh RTX 2060 này. Con này là 6GB DDR6 với kiến trúc Turing và sẽ hỗ trợ Ray Tracing, các hiệu ứng về hình ảnh, âm ánh sáng cực kỳ tốt luôn. Tỷ lệ bao phủ màu 99% sRGB và 65% AROB RGB, độ sáng 300 nit vừa đủ dùng. Màn hình như này cũng tương đối là tốt rồi. Vâng, thưa các bạn, là đúng với phiên bản này thì mát hơn hẳn so với phiên bản đời cũ bởi vì có 3 quạt. Anh em chúng ta thấy là cặp màn hình khoảng 69 độ và quạt hoạt động không quá ồn. Ở đây thì tớ còn chưa bật cái chế độ gọi là cobot lên của quạt để tăng tốc đấy. Chỉ dùng ở chế độ bình thường thôi. FPS nhận được hẳn 90. Nhiệt độ của CPU chỉ hơn 50 độ C thôi. Và chạy cực kỳ êm. Đây. Được, tản nhiệt như này là quá tốt rồi. Vâng, thưa các bạn, với CPU 6 lõi 12 luồng. Với chế độ render thì các bạn thấy là quạt hoạt động trong máy không khác gì cái phản lực cả. Nghe rất rõ luôn. Có lẽ về đêm thì như này, nếu mà các bạn không thích tiếng động thì cực kỳ khó chịu. Nhưng nó phải làm như này thì mới tản nhiệt tốt cho chiếc máy, bởi chiếc máy chúng ta mỏng, nó chỉ có 2 cân mốt thôi. Đây, điểm số của nó lên đến 1119 CB. Đây các bạn thấy là RTX 2060. Thưa các bạn, là cả CPU và GPU sẽ onboard trực tiếp trên bo main mà chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Nên khi các bạn mua máy, các bạn sẽ phải ấn định suốt cuộc đời các bạn dùng cái cấu hình như này. A few moments later. Đây các bạn thấy điểm FPS của nó duy trì mức tàn trên 100 luôn. Nhiệt độ của nó thứ này, nó là 132,14 FPS ở chế độ mô phỏng. Với 6GB thì các bạn có thể hỗ trợ VR chơi game thực tế ảo khá là tốt. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, là với sức mạnh phần cứng tuyệt vời, việc các bạn dựng video 4K này là điều quá đơn giản của chiếc máy này. Sức mạnh phần cứng của nó quá khủng khiếp luôn. Chúng ta chỉ mất có 17 giây là các bạn có thể dựng một đoạn clip với dung lượng hơn 1 phút với rất là nhiều hiệu ứng. Bởi vì chiếc máy chúng ta được trang bị RTX 2060 tối ưu cho bản AROB 2020 dựng cực kỳ nhanh. Vâng, thưa các bạn, đây là tựa game Red Dead các bạn ạ. Một chiếc máy mỏng như này, cấu hình khủng như này, chúng ta rất sợ là tản nhiệt.
Nhưng thưa các bạn thì MSI đã làm tốt hơn với phiên bản GS66. Game này phải nói là cực kỳ nặng. FPS chúng ta chơi chỉ nhận được từ 40 đến 50 thôi. Mình cài đặt ở chế độ cao nhất. Nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng 75 độ C và GPU ở ngưỡng khoảng 70 độ. Vâng thưa các bạn, thì với thương hiệu HP thì mình định cho một chiếc máy dòng chip U vào, nhưng mà chip U nó lại không khỏe. Thì ngày hôm nay tớ sẽ cho một phiên bản HP Omen. Chiếc máy này có trọng lượng lên đến 2,3 cân, thì nó nặng hơn một chút so với các dòng sản phẩm cùng phân khúc. Các bạn thấy là từ 2 cân hoặc dưới 2 cân đúng không? Nhưng chiếc máy được trang bị phần cứng rất tốt với khả năng tản nhiệt cực kỳ ok. Đó là chiếc HP Omen phiên bản 2020 được trang bị i7-1050H, RAM 16GB. Và màn hình của nó là cũng đạt tiêu chuẩn 86% sRGB luôn, RTX 2070. Chiếc máy đang có phân khúc giá khoảng 35 triệu tại thị trường. Thì đây là chiếc máy có Vega lên đến 8GB. Nếu mà so với những chiếc máy Vega 4GB thì chắc chắn Vega 8GB RTX nó sẽ hỗ trợ các bạn tốt hơn, chơi game khỏe hơn. Các bạn sẽ xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn thấy là việc màn hình nó làm mỏng đi thì nó sẽ sexy cái máy chúng ta. Đặc trưng riêng thiết kế của dòng Omen. Các bạn thấy ở bên trên nó còn tích hợp camera có mic sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh với độ phân giải của camera 720p. Đây là màn hình 15,6 inch Full HD IPS. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem tỷ lệ bao phủ màu của chiếc máy có cao không. Màn hình của máy đạt 86% sRGB và 60% Adobe RGB. Màn hình được sản xuất năm 2018. Độ sáng của màn hình đạt 300 nits. Mặc dù nó chưa đạt được 100% sRGB so với phiên bản chip Intel, nhưng mình nghĩ là tỷ lệ bao phủ màu như này cũng đủ để chúng ta dùng vào chơi game. Vâng thưa các bạn, thì chiếc máy được trang bị chip Intel cũng khá mát, mặc dù nó không mát bằng phiên bản AMD tớ đã từng test. Nhưng với nhiệt độ của CPU đang chạy chế độ Full Max 3D mà chỉ có hơn 60 độ thì khá là ngon. Và các bạn thấy là Vega của nó cũng chỉ hơn 6 độ, FPS chúng ta nhận được khoảng từ 80. Còn chế độ 2D thì nó cực kỳ ngon lành luôn. Vâng thưa các bạn, thì tớ đang test dựng video 4K đây. Thực ra thì với các dòng Vega RTX thì nó dựng video thì không phải suy nghĩ. Máy chúng ta được trang bị i7 nên mọi thứ nó chạy đều rất nhanh. Đây là phiên bản Adobe 2020. Các bạn sẽ nhìn thấy hiệu năng của nó. Nó sẽ dùng nhân CUDA của cả màn hình. 17 giây các bạn ạ, 17 giây. Phiên bản được tối ưu rất tốt để chúng ta có thể dựng video. Các bạn có thể dựng kỹ xảo các video 4K. Vâng thưa các bạn, thì tớ đã vừa test cái Vega của nó này. RTX 2070, FPS chúng ta sẽ có 160 luôn. 2070 Max-Q, nó tối ưu những chiếc máy mỏng, nhẹ và tản nhiệt tốt và độ ồn không quá cao. CPU chúng ta là i7, 6 lõi 12 luồng. Nó sẽ hỗ trợ các bạn tốt trong lĩnh vực tính toán, lập trình, cũng như các ứng dụng về đồ họa mô phỏng. Đây, điểm số là 1188 CB. Vâng thưa các bạn, là cũng một đại diện đến từ Đài Loan với ngôn ngữ thiết kế trẻ trung năng động dành cho các bạn trẻ mà dựng video cực kỳ tốt. Đó là chiếc Acer Predator Helios 300 phiên bản 2020 được trang bị i7 và RTX 2060 có giá bán khoảng 31 triệu đồng tại thị trường. Và chiếc máy này cực kỳ chuộng với khả năng tản nhiệt cũng như thiết kế cực kỳ ngầu. Các bạn có thể tham khảo qua bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng thưa các bạn sẽ thấy điểm khác biệt giữa phiên bản 2019 và 2020. Các bạn sẽ thấy là thêm cái hốc tản nhiệt ở đây. Đây là nút turbo. Đây các bạn thấy là turbo này. Bàn phím của nó thì dòng này thì cực kỳ tuyệt vời. Các bạn sẽ thấy là LED RGB nhé các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Với nhiệt độ khi mình chế độ test ở 3D Full Max thì nó khoảng 62 độ C. Và nhiệt độ của GPU rất mát mẻ, chỉ có 55 độ C thôi các bạn ạ. FPS gần 100, rất tốt. RTX 2060 thì rất mạnh rồi. Đây, các bạn thấy biểu đồ nhiệt độ nó dừng. Trung bình nhiệt độ khoảng 56 độ C các bạn nhé. Cho cả màn hình. Các bạn ơi, chất liệu của màn hình dòng Acer Predator là rất là tốt các bạn ạ. Phiên bản của mình mang về thì có tần số quét là 144Hz và phiên bản cao cấp hơn thì là 240Hz các bạn ạ. Màn hình do Sharp sản xuất các bạn nhé. Tỷ lệ bao phủ màu của màn hình này cực kỳ ngon luôn, đó là 98,2% sRGB và 72,7% Adobe RGB, 75,3% RAM mà gọi là DCI P3 các bạn ạ. Độ sáng của màn hình đạt 300 nits các bạn nhé. Các bạn thấy là render rất là nhanh. Điểm số render của nó đạt 1122 CB. Với con CPU khỏe như này thì các bạn làm trong lĩnh vực lập trình, tính toán, mô phỏng thì con CPU này cũng cực kỳ tốt. Chơi game mà làm đồ họa nó hỗ trợ cực kỳ ok. Còn với Vega RTX 2060 thì nó sẽ hỗ trợ đồ họa 4K, thậm chí là 8K. Đấy, NVIDIA GeForce RTX 2060 có kiến trúc Turing, hỗ trợ công nghệ Ray Tracing. Các bạn thấy điểm số của nó rất ấn tượng, 131,14 FPS. Đây điểm số rất cao. Đây các bạn sẽ thấy là nó kết hợp giữa CPU và GPU. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này, RAM đang sử dụng hết khoảng 9GB.
Kaon đang chạy 80-90%, trong khi đó cặp rời thì chúng ta sử dụng đến khoảng 30-40%. Cebu thì các bạn sẽ nhìn thấy là Turbobot có nút cao lên 4.8. Ôi dồi. Các bạn ơi, mình bấm chậm một chút thì nó mất khoảng 43 giây là xong rồi các bạn ạ. Không phải 46 giây, 43 giây vì do mình bấm chậm. Với một chiếc máy cấu hình cao như này hỗ trợ ray tracing, các bạn sẽ nhìn này, đây là hiệu ứng của ray tracing này. Đó. Nó là hiệu ứng ánh sáng các bạn ạ. Nhìn nó sẽ rất là thật. Mức FPS chúng ta chơi game này trên 100. Với một máy cấu hình cao như này, RTX 2060 i7 thì hầu hết các tựa game có trên thị trường, game offline, online nặng như này các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng mà cài vào. Vâng, thưa các bạn, mình đã vừa giới thiệu top máy laptop có thể edit và dựng video làm công việc về kỹ thuật, về đồ họa, và trong đó có hai đại diện của Apple. Thì mình cũng có giới thiệu thêm với phiên bản màn hình 15,6 inch và chúng ta sẽ có màn hình 16 inch. Mỗi một dòng máy thì nó đều có ưu và nhược điểm thiết kế đặc trưng riêng của từng dòng. Thì các bạn có thể xem và lựa chọn theo đúng nhu cầu sở thích của các bạn nhé. Đặc điểm chung của những chiếc máy này đều được trang bị các dòng card GTX đó. Và mới hơn sẽ là RTX, trong khi đó thì Apple thì họ dùng riêng mã card của AMD riêng. Và nó đều hỗ trợ về đồ họa dựng video cũng cực kỳ tốt. Thì các bạn có thể chọn theo nhu cầu của mình. Và những chiếc máy này sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM và ổ cứng nếu như các dòng laptop thông thường. Còn Vega và CPU được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ. Trong khi đó các dòng sản phẩm của Apple thì onboard 100%, các bạn khỏi phải nâng cấp gì luôn. Đấy, nên khi mua máy các bạn cũng phải cân đo đong đếm tính toán xem có phù hợp với mình hay không các bạn nhé. Tất cả những chiếc máy hôm mình giới thiệu ngày hôm nay đều có chất lượng màn hình rất tốt, chất lượng loa rất tốt, chất lượng tản nhiệt ok và khả năng bảo mật cũng cực kỳ tuyệt vời. Máy có chất lượng kết nối Wi-Fi cũng là đều mới và nhanh mạnh, kể cả Bluetooth cũng vậy các bạn ạ. Và kèm theo các công nghệ hiện đại nhất bây giờ, bao gồm các cổng Thunderbolt, các cổng USB truyền thống, USB Type-C, vân vân. Thời lượng pin của những dòng máy này thì cũng nói luôn các bạn thì không có chiếc máy nào vượt quá ngưỡng 6 giờ. Rất tiếc ở đây là những dòng máy mà trang bị cấu hình phần cứng mạnh nên ăn pin cũng như uống xăng các bạn ạ. Nó sẽ tốn hơn rất nhiều so với những dòng laptop thông thường, nên thời lượng pin nó chỉ dùng lại từ khoảng 3 đến 6 giờ thôi quý vị và các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, chương trình top máy những chiếc laptop có thiết kế mỏng nhẹ sang trọng và chất lượng tốt với phân khúc các bạn dùng để đầu tư dựng kỹ thuật, dựng phim và làm các công việc kỹ thuật về đồ họa, kể cả khả năng chơi game của mình, xin đến đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới hoặc các bạn cần tư vấn gì đó, cứ đặt các câu hỏi dưới các topic này. Chúng tớ sẽ làm những cái video tư vấn để cho các bạn hiểu hơn, các bạn đầu tư những chiếc laptop đúng nhu cầu, hiệu quả, tầm tiền của các bạn nhé. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh công nghệ của TDD bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những bài tư vấn mới nhất, những kiến thức mới nhất về laptop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.